Trước những hình ảnh được cho là nhóm người tại Tỉnh Thất Bồng Lai, tên mới là Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ, đang thực hiện xét nghiệm ADN, đang lưu truyền trên mạng xã hội. Một người cho biết vào năm 2020, nhóm người gồm các chú tiểu, sư cô và sư thầy cùng với ông Lê Tùng Vân tại cơ sở này đã bị đi lấy máu, nhưng chỉ để phục vụ cho công tác lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Ông Nguyên chia sẻ thì trước đó bên kiểm dịch địa phương họ thông báo về trường hợp một người đàn ông từ Campuchia về có biểu hiện ho và sốt nên đã đến Tỉnh Thất Bồng Lai yêu cầu chúng tôi đi cách ly tập trung. Chúng tôi đã ở đó khoảng 14 ngày, được lấy dịch tại mũi và miệng. Sư phụ cùng mọi người đã được lấy máu nhưng không phải là xét nghiệm ADN, và nếu thực hiện xét nghiệm này, chúng tôi mong thực hiện một cách minh bạch và bởi cơ quan pháp luật, ông Hoàng cho biết. Cũng theo ông Hoàng Nguyên thì việc xét nghiệm ADN vốn là một vấn đề rất riêng tư và thuộc về vấn đề cá nhân của mỗi người nên không ai được quyền xâm phạm. Vì thế thì ông sẽ chỉ thực hiện việc xét nghiệm này khi pháp luật yêu cầu để phục vụ cho sự việc cụ thể.